Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá xe của chiếc xe Toyota Veloz và giới thiệu cho anh chị về chiếc xe này. Và chiếc xe này đang bên em đang cũng giảm khá là sâu để chạy cho anh chị lấy xe đi trước Tết. Và hiện tại thì em đang còn đủ mã cả hai phiên bản, mà cả xe 23, 24 em đều còn luôn. Thì trong khi quay một vòng xung quanh ngoại thất của xe thì em sẽ cập nhật cho anh chị đầu tiên là về giá bán. Giá bán của Toyota Veloz thì sẽ có hai phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn thì có giá niêm yết là 658 triệu, và hiện tại bên em đang giảm là 59 triệu tiền mặt cho phiên bản tiêu chuẩn. Thì anh chị đăng ký xong xuôi phiên bản tiêu chuẩn nó chỉ rơi vào khoảng 607 là đăng ký xong xuôi rồi. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản cao cấp bản top thì có giá niêm yết là 698 triệu và bản hiện tại thì bên em đang giảm là 63 triệu tiền mặt. Thì đăng kiểm xong xuôi nó chỉ rơi vào khoảng 710 triệu thôi. Cái giá so với cái giá hiện tại thì bên em gần như là hỗ trợ 100% thuế trước bạ cho anh chị luôn. Tuy là tháng này không được giảm thuế trước bạ từ nhà nước, nhưng mà với cái khuyến mại rất là sâu từ đại lý thì cái giá tổng cái chi phí anh chị bỏ ra thì nó rất là hợp lý từ đến hiện tại. Và quan trọng là bên em thì đang còn sẵn xe ra trước Tết. Ngoài ra thì nếu mà anh chị quan tâm đến vấn đề trả góp của xe thì bên em hỗ trợ vay tối đa cho xe là 80% giá trị xe, và thời gian vay tối đa lên đến 8 năm. Số tiền trả góp cụ thể thì anh chị chỉ cần chuẩn bị trước giúp em số tiền khoảng 190 là phiên bản tiêu chuẩn, còn phiên bản cao cấp là khoảng 200 là anh chị lấy được rồi. Và trước mắt chúng tôi đây là phiên bản Toyota Veloz phiên bản tiêu chuẩn màu trắng ốc chai. Thì đối với Veloz hai phiên bản đều có ngoại thất tương tự giống nhau, nó chỉ khác nhau một số chi tiết như là la răng thôi. Ở la răng phiên bản cao cấp thì sẽ cao to hơn 1 inch, và ở phía phần đầu xe thì hai bản đều được trang bị là đèn full led, có đèn sương mù thì là đèn halogen. La răng cả hai phiên bản thì đều có họa tiết là la răng dạng phay xước, tuy nhiên là phiên bản cao cấp nó sẽ cao hơn 1 inch, nó sẽ lớn hơn 1 inch và cái họa tiết nó sẽ khác hơn. Ở phần thân xe thì hai xe đều có gương tự động cụp mở này, rồi đều có cảm biến ở trên tay nắm, anh chị có thể mở cửa ra, chạm vào cái là mở cửa thôi. Nội thất thì cũng tương tự như vậy, nó giống nhau đến 90-95%. Ở phần đuôi xe thì hai xe hoàn toàn giống nhau thôi, không có điểm gì khác biệt cả. Còn về cái tiêu thụ nhiên liệu thì chiếc xe này phiên bản tiêu chuẩn thì tiêu thụ khoảng 6 lít trên 100 cây. Và phiên bản cao cấp thì cũng vậy, hai xe nó chỉ xênh nhau khoảng 0,1, 0,2 lít trên 100 cây thôi. Bây giờ em sẽ vào nội thất để cho anh chị xem nhé. Chắc với lốt thì anh chị cũng khá là quen thuộc rồi, nhưng em cũng sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết hơn cho những anh chị cũng biết về xe nhưng mà chưa nắm được quá nhiều. Thì cái trang bị của xe Toyota Veloz thời điểm này thì cũng rất là được nổi bật trong cái phân khúc của mình. Tuy đây là phiên bản tiêu chuẩn nhưng mà cũng được trang bị là gương tự động này, có lên xuống kính auto ở bên kính lái, chống trơn trượt. Nếu mà anh chị lấy phiên bản cao cấp thì sẽ có thêm cả bộ tính năng Camera 60, bộ tính năng an toàn Toyota Safety Sense trang bị ở trên phiên bản cao cấp. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ động cơ, khung cầm, cảm giác lái thì vẫn như nhau, nhưng mà về các cái tính năng hỗ trợ lái của Toyota Safety Sense thì phiên bản cao cấp thì sẽ nổi bật hơn. Còn ở phần la răng thì sẽ có, ở phần vô lăng thì sẽ có là các cái phím để điều khiển chức năng trong màn hình giải trí này, trong màn hình đa thông tin. Thì màn hình đa thông tin của xe thì rất là lớn, thể hiện rất nhiều chức năng và có tới là 4 chế độ hiển thị, và có thêm màn hình nhỏ ở đây để hiển thị cái tốc độ cũng như là mức xăng. Phía bên cạnh ở đây thì là màn hình giải trí của xe. Màn hình giải trí của xe có tích hợp luôn Android Auto và Apple CarPlay. Và cái màn hình này nó cũng rất là lớn, nó đẹp hơn so với cái phiên bản đầu tiên của Veloz. Phiên bản này đã được nâng lên cái màn hình to hơn nhiều và được nâng cấp thêm tráng ngập. Còn ở phía bên dưới đây thì cụm điều hòa được trang bị là cụm điều hòa tự động. Cụm điều hòa tự động và có hai dàn lạnh ở đây anh chị ạ. Có thêm một dàn lạnh cho hàng ghế thứ hai nữa. Ở phía bên này là cần số, có phanh tay điện tử, có auto hold và có cả sạc không dây cho anh chị luôn.
Và một cái đặc biệt duy nhất ở một cái chiếc xe 7 chỗ MPV của Toyota thì duy nhất ở trong phân khúc chiếc xe này có thể làm được là chế độ ghế sofa, là ngoài các cái chức năng như là để ba hàng ghế này, để hai hàng ghế hoặc là để một hàng ghế, thì Toyota Veloz còn thêm được một chức năng là ghế sofa. Thì khi mà anh chị đẩy kịch cái ghế thứ hai lên và ngả hết cái ghế xuống thì nó sẽ nối luôn với cả cái hàng ghế thứ ba, nó sẽ tạo thành một như một chiếc ghế sofa, một chiếc giường ở trên xe luôn, rất tiện cho những cái anh chị đi đi xe trên cung đường xa cần nghỉ ngơi ở hàng ghế thứ hai. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Veloz thời điểm trước Tết năm 2024 và cũng đang chạy giá cho thời điểm này. Thì anh chị nào quan tâm đến cái xe Toyota Veloz thời điểm hiện tại nói riêng và các dòng xe khác của Toyota nói chung thì vui lòng liên hẹ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em xin phép lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.